Tối ngày 9 tháng 2, Yuna có mặt tại sân bay quốc tế Incheon, lên đường sang Việt Nam để chuẩn bị tham dự sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm do cô làm người mẫu đại diện diễn ra vào ngày hôm nay. Như mọi khi, sự xuất hiện của nữ thần tượng luôn nhận được sự chú ý cực lớn của truyền thông và mọi người xung quanh. Trong trang phục đời thường thoải mái, Yuna vẫn nổi bần bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng nụ cười tươi rói đốn tim fan. Trông đơn giản thế thôi, nhưng trên người cô nàng lại toàn đồ hiệu với chiếc túi và áo khoác có giá gần 3.000 đô la Mỹ, khoảng 69 triệu đồng mỗi món. Chỉ tính riêng đôi giày trắng đã trị giá hơn 12 triệu đồng. Tủ đồ hàng hiệu của Yuna thật khiến mọi người ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên Yuna đơn thân sang Việt Nam thay vì cùng các thành viên còn lại đến biểu diễn như trước đó. Là một trong những thành viên đình đám nhất SNSD, cô này sở hữu lượng fan hùng hậu trên khắp khu vực châu Á và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự kiện họp fan lần này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích bởi số lượng ghế ngồi hạn chế, đồng nghĩa với việc khoảng cách tiếp xúc càng gần và cơ hội giao lưu với Yuna cũng nhiều hơn. Theo lịch trình, Yuna sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 23:50. Các fan tại Việt Nam cũng lên kế hoạch sẵn sàng chờ đón nữ thần tượng. Hy vọng cả Yuna và người hâm mộ sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhau ở dịp gặp gỡ đặc biệt này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.